Hôm nay mình đang ở đây để lắp đặt và bàn giao chiếc máy rửa xe cao áp Manzoli. Đấy. Đến với trang trại thì sẽ được áp dụng vào cái quá trình là vệ sinh trang trại chuồng gà. Đây là trang trại gà nhé các bạn nhé. Đấy. Với tổng diện tích lên đến 3.000 m², mỗi chuồng là hơn gần 3.000 m². Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại mình đang có mặt tại trang trại Suối Gà, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại đây để lắp đặt một cái thiết bị có thể gọi là siêu phẩm, có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu về cái tiêu chí là bền bỉ và tiết kiệm cho từ rửa xe đến các cái công việc vệ sinh công nghiệp. Thì mời quý vị các bạn cùng mình vào đây để tham quan và trải nghiệm về cái hệ thống vệ sinh công nghiệp này nhé, được ứng dụng và làm quy trình như thế nào. Đến với trang trại này thì gồm có hơn 10 chuồng nhé, mỗi chuồng là hơn 3.000 m² các bạn nhé. Có 10 chuồng và mỗi chuồng là hơn 3.000 m². Mỗi cái công việc vệ sinh là sau khi xuất gà đi là sẽ tiến hành vệ sinh để chuẩn bị cái công việc là tiến hành vào đợt nuôi mới này. Thì mỗi chuồng đều sẽ có cái công việc là vệ sinh từ máng ăn, đèn thắp này, đấy, đến các cái vệ sinh này, sàn này các bạn này, vệ sinh của bộ các cái hệ thống dây chuyền này. Thì ở đây thì đây là cái thiết bị để phục vụ về cái công việc vệ sinh và làm vệ sinh chuồng trại đấy. Đó chính là cái siêu phẩm máy rửa xe Manzoli có model là KC3000. Đấy. Chiếc máy này thì hoạt động với điện áp là 220, áp lực đầu ra là 153. Đấy. Một cái trang trại này, một chuồng với hơn 3.000 m². Và để phục vụ này thì có 3 chiếc máy này sẽ hoạt động liên tục. Các bạn có thể thấy nhé, đây là một cái minh chứng rõ nhất cho cái sự hoạt động bền bỉ của máy và tiết kiệm. Chiếc máy này đã hoạt động là liên tục nhé, hơn một tháng nay rồi, đều hoạt động là mỗi ngày chạy liền không nghỉ nhé, là 4 tiếng rồi. Đấy. Chưa có một cái máy rửa xe nào dám xác nhận về cái vấn đề là máy không nghỉ. Như đây là đã được có thời gian trải nghiệm thực tế rồi các bạn nhé. Có khi các bác làm công việc vệ sinh này là để máy chết một chỗ và sẽ tiến hành kéo dây. Đây, mỗi sợi dây để vệ sinh là hơn gần 50 m. Đấy. Cái này thì nó cũng quá cái áp lực, quá cái tiêu chuẩn của máy rồi, nhưng mà máy nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đấy. Vì theo nguyên bản theo máy thì chỉ có 10 m thôi, nhưng đây là một cái thực tế đã được chứng minh luôn nhé. Là một sợi dây đi theo máy là hơn 50 m này và vẫn giữ được áp lực. Đấy. Các bạn có thể thấy hơn 50 m dây. Đấy. Và công việc vệ sinh này thì sẽ đòi hỏi là máy đi làm chi tiết mỗi chuồng này là sẽ làm là mất cả ngày. Đấy. Thì sáng sẽ là làm từ 7:30 đến trưa là 11:30. Đấy. Máy lúc nào cũng chạy liên tục như này. Các bạn có thể thấy là máy chạy liên tục không nghỉ nhé. Và máy đã chạy rất là lâu rồi, chứng tỏ được cái sự tiến nhiệm của thị trường luôn nhé, không phải bên mình quảng cáo đó. Với khuyến cáo như sản xuất đưa ra là máy vẫn phải chạy liên tục rất là bền bỉ. Điện áp thì là 220 V.
Thì đây cũng là một cái giải pháp và là một cái thiết bị rất là hữu ích đối với các cái bác làm trung tâm hay làm các công việc về vệ sinh công nghiệp đòi hỏi những cái trang thiết bị nó bền bỉ và ổn định nhất. Thì đây là một cái giải pháp rất là tối ưu cho các bác đầu tư một hệ thống máy rửa xe của Ý này, hoặc là máy cao áp. Đây là máy cao áp Manzoli nhé. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng và đã được kiểm nghiệm tại thị trường Việt Nam này. Bên mình đã cung cấp ra hơn 4 năm rồi. Và đây là một cái minh chứng này, máy chạy rất là bền.